Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay 26 tháng 2 năm 2021, Tiến Dũng xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình khuyến mại đầu năm lì xì hái lộc đầu xuân. Đó là sẽ tặng ngay một bộ dây AV Pro N của Ý trị giá 450.000 và bao phí ship toàn quốc cho tất cả các sản phẩm có mức giá giao dịch từ 4 triệu trở lên. Quý vị có thể đổi phần quà tặng dây AV trị giá 450.000 này lấy 4,5m dây loa Pro N của Ý, hàng Made in Italy. Đây là dòng dây dẫn cao cấp của thương hiệu Pro N đến từ Ý. Mức giá thông thường của dây này là 130.000 và Tiến Dũng cũng đang phục vụ với mức giá rất ưu đãi, giảm 30.000, mức giá chỉ còn lại 100.000 một mét. Xin kính báo đến quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn các dòng loa của Mỹ, của Nhật. Đây là những dòng loa cao cấp, phân khúc giá vừa túi tiền, phục vụ anh em toàn quốc. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Infinity Modern Studio Monitor, hàng của Mỹ. Với mẫu loa Infinity Studio Monitor Modern 100 của thương hiệu Infinity, cặp loa này sử dụng một bát loại 25cm màng carbon gần mút, một loa chép đồm mũi lụa. Phía đằng trước có một nút tinh chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng chép nhiều ít tùy ý. Infinity Modern Studio Monitor được sản xuất tại CA California, USA. Với mẫu loa này, anh em có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc, tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh, tiếng rõ nét rất tuyệt vời. Quý vị có thể phối ghép vào các dòng âm ly như của Đàn Nông, như kiểu của Pioneer, như của Sansui hoặc Lusman đều rất tuyệt vời. Cặp loa này có kích thước chiều ngang ước tính khoảng 40cm, chiều sâu khoảng 33cm và chiều cao khoảng 65cm. Đây là kích thước ước tính để anh em ngắm nghía trong không gian nhà mình. Infinity Modern Studio Monitor mức giá 10 triệu. Chỉ dùng bao phí ship toàn quốc và cộng theo phần quà tặng bộ dây AV của Ý theo chương trình của tháng riêng. Tiếp theo phía dưới này, đó là một mẫu loa rất nổi tiếng đến từ Mỹ, thương hiệu Sennheiser Modern AT12. Cặp loa này vừa có mặt tại cửa hàng ngày hôm nay. Sennheiser AT12, mẫu loa rất nổi tiếng của thương hiệu Sennheiser đến từ Mỹ. Dòng loa này sử dụng một bát loại 30cm màng giấy gần mút màu đỏ, một loa trung 12 trung giấy và một loa chép đồm. Đây là thùng loa bên đây, tất cả zin nguyên bản CD. Thùng loa này cho âm thanh rõ nét, phục vụ cho việc nghe đa thể loại dòng nhạc, tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh đều rất tuyệt vời. Quý vị có thể sử dụng với các dòng âm ly như của Đàn Ông 1500R R25 mã, các dòng 2000, các dòng 780D 880D đều rất tuyệt vời. Thùng được trang trí bên ngoài bằng vỏ màu vàng simili rất đẹp, thùng rất chắc dày. Sennheiser Modern AT12 mức giá 15,5 triệu, thì dùng bao phí ship và tặng theo phần quà tặng của tháng riêng. Tất cả bao zin, bao đúng hàng Mỹ xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng tại cửa hàng Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiếp theo phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa phân khúc bình dân của thương hiệu Pioneer Nhật. Đó là mẫu loa Pioneer Modern CS605. Mẫu loa này sử dụng một bát loại 30cm màng giấy gân vải. Cái vải này thì độ bền rất cao. Đặc biệt với Pioneer CS605 sử dụng loại Turbo Plus, dòng loa côn kép. Ở đây anh em thấy 4 dâu, phía dưới 2 dâu và phía trên 2 dâu. Côn kép tức là hai côn loa nằm trong một nòng từ. Tiếng của nó rất mạnh mẽ, uy lực. Một loa mic loại 12cm, một loa chép kèn và phía trên cùng đó là một loa siêu chép
Digital. Phía trên đây chúng ta thấy có 3 nút điều chỉnh âm sắc. Ở đây hãng ghi tông select, tức là chọn màu sắc của âm thanh, tăng giảm tiếng mid, tiếng chép. Bao nia CS605. Cặp loa này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 40m2, tiếng rất tốt. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu vân gỗ. Cặp loa có kích thước ước tính chiều ngang khoảng 43cm, chiều sâu khoảng 30cm và chiều cao khoảng 70cm. Cặp loa tuyệt đẹp, sử dụng bao zin từ đầu đến chân. Mức giá của cặp này là 13.500.000. Đây là một cặp loa khá nổi tiếng của thương hiệu Baolin Nhật. Cặp loa này có công suất trên 200W một thùng. Anh em có thể sử dụng nghe nhạc và hát karaoke, phối ghép với các dòng âm ly của Hàn Quốc, các dòng âm ly của Nhật, đàn ông Samsung, Marang, Lutman đều tuyệt vời. Chỉ 13.500.000 thì dùng bao phí ship toàn quốc, bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng tại cửa hàng. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa khá bình dân của thương hiệu Bow. Đó là mẫu loa Bow 3. Xin lỗi quý vị, mẫu loa Bow 201 Series 5. Đây là dòng 201 Series 5 củ to. Củ từ của loa bass rất lớn. Loa sử dụng một bass loại 16cm, một loa chép loại 6cm. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simili màu đen. Cặp loa này có công suất tối đa là 120W một thùng. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc trong các không gian nhỏ hoặc hỗ trợ làm loa lời cho các dàn âm thanh lớn. Cặp này tình trạng zin nguyên bản, mức giá chỉ 4.500.000, sử dụng bao ship tặng kèm theo quà tặng của tháng riêng. Tiếp theo phía bên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa khá hiếm của thương hiệu Bow. Đó là mẫu loa 4.2 trơn. 4.2 sử dụng một loa bass loại 20cm và một loa chép giấy. Loa chép được treo đồng trục ở trên loa bass với mục đích làm cho âm thanh phóng ra cùng một trục. Đây là dòng loa để nằm và anh em cũng có thể để đứng như tôi đang để thế này được. Mẫu này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 20m2. Tiếng sáng rõ, bát lực, đặc trưng dòng loa Bow. Bow 4.2 bản vỏ màu vàng, mức giá rất đặc biệt, chỉ 5.500.000. Anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Tất cả bao zin, bao đúng xuất xứ hàng Mỹ xịn, mức giá chỉ 5.500.000. Và phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa rất nổi tiếng của thương hiệu Bow. Đó là Vua Bát. Mẫu loa Bow 701 hai lỗ hơi. Cặp loa được anh em yêu âm thanh mệnh danh là Vua Bát bởi tiếng bass của nó rất uy lực, rất mạnh mẽ. Mẫu loa này sử dụng hai loa bass loại 20cm nằm phía bên trong, đó là hai bass sub, một loa mid loại 16cm và hai loa chép giấy. Mẫu này có công suất danh định là 200W và công suất tối đa lên đến 450W một thùng. Nó rất mạnh mẽ. Đây là bản hai lỗ hơi. Mẫu loa Bow 701 bản hai lỗ hơi. Dòng này anh em có thể sử dụng để phục vụ cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình. 701 hai lỗ hơi. Âm thanh mạnh mẽ. Rất tuyệt vời. Với mẫu này anh em có thể sử dụng với các dòng âm ly của đàn ông như 2000 3 la mã, 2000 4 la mã, các dòng 880D, 890D đều chơi rất tốt. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng men công suất có công suất gõ ra khoảng 300W một kênh là vừa. Cặp loa này tình trạng zin nguyên bản, seri trùng số đúng cặp. Loa đẹp xuất sắc. Mức giá của cặp này là 24 triệu. Sử dụng bao ship toàn quốc. Và theo phần quà tặng là bộ dây AV Pro N của Ý. Mức giá chỉ 24 triệu. Thì dùng bao zin toàn bộ từ đầu đến chân. Loa tuyệt đẹp. Đó là những sản phẩm của ngày hôm nay.
Tất cả các sản phẩm này đều được bao phí ship toàn quốc và chế độ hậu mãi đầy đủ của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Bao zin, bao đúng xuất xứ, bảo hành kỹ thuật 1 tháng tại shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Các anh em ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh xin mời liên hệ trực tiếp địa chỉ số 115 / 24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần cầu Tham Lương. Shop mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn.